Những tấm gương phụ nữ tiêu biểu nhất trong lịch sử Việt Nam. 1. Nguyễn Thị Minh Khai, nữ chiến sĩ cảnh sát Việt Nam đầu tiên. Nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Minh Khai sinh năm 1910, mất năm 1941, tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1910 tại xã Vĩnh Yên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Thị Minh Khai theo học quốc ngữ từ nhỏ. Năm 1927, bà tham gia Đảng Tân Việt. Trong thời gian này, bà tích cực tham gia các phong trào đấu tranh tại quê hương, vận động phụ nữ tham gia bãi khóa biểu tình đòi ân xá cho cụ Phan Bội Châu, truy điệu cụ Phan Chu Trinh. Sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, được kết nạp vào Đảng và được phân công phụ trách công tác tuyên truyền vận động phụ nữ, huấn luyện đảng viên ở khu vực Trường Thi, Bến Thủy và tổ chức Hội Phụ Nữ Giải Phóng. Bà cũng tổ chức được nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho Đảng là lực lượng nòng cốt trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngày 30 tháng 7 năm 1940, sau khi dự phiên họp xử úy, bàn về chủ trương khởi nghĩa, bà đã bị bọn Pháp bắt. Chúng đưa bà về khám lớn Sài Gòn và tra tấn hết sức dã man. Trong tù, bà tiếp tục vận động chị em cũng được đấu tranh. Sau những trận đòn tra tấn, bà đã dùng máu viết lên tường xà lim những câu thơ để nêu cao phẩm chất, khí kết của người chiến sĩ Cộng sản. Dù đánh, dù treo, càng cương quyết, dù kềm, dù kẹp, chẳng sai lời. Hy sinh phấn đấu vì nhiệm vụ triệt để thực hành chết mới thôi. Tuy bị giam hãm trong tù, nhưng vẫn tìm mọi cách để liên lạc với bên ngoài, tiếp tục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Ngày 23 tháng 11 năm 1940, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, nhưng cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bị khủng bố và tòa án thực dân đã kết án tử hình Nguyễn Thị Minh Khai. Không khuất phục được người chiến sĩ Cộng sản trẻ tuổi, sáng ngày 28 tháng 8 năm 1941, bà cùng với một số đồng chí đã bị giặc đem xử bắn ở Hóc Môn, bà ngã xuống khi mới 31 tuổi. 2. Võ Thị Sáu, nữ chiến sĩ Cộng sản trẻ tuổi gan dạ nhất. Nữ anh hùng Võ Thị Sáu sinh năm 1933, mất năm 1952, sinh ra ở xã Phước Thọ, huyện Đất Cỏ, tỉnh Bà Rịa. Gia đình chị có truyền thống cách mạng nên ngay từ khi còn nhỏ, chị đã tham gia các hoạt động bí mật ở địa phương theo các anh. Khi mới 14 tuổi, Võ Thị Sáu đã theo các anh trốn lên ở chiến khu. Chị xung phong làm liên lạc tham gia đội công an xung phong Đất Đỏ. Năm 1950, chị ném lựu đạn ở chợ Đất Đỏ và bị giặc Pháp bắt. Đứng trước phiên tòa bất công của bọn thực dân, chị đã hiên ngang tuyên bố yêu nước chống bọn thực dân xâm lược không phải là cái tội. Võ Thị Sáu bị tuyên án nặng nhất là tử hình, nhưng chị vẫn khẳng khái mà hô to, đà đảo thực dân Pháp, kháng chiến nhất định thắng lợi. Tòa án Pháp kết án tử hình chị mặc dù đã được nhiều luật sư biện hộ phản đối tuyên án với lý do chưa đủ 18 tuổi. Do năm thi hành án chưa đủ, mọi sự tra tấn dã man và tàn độc nhất chị trải qua ở nhiều nhà tù khác nhau như nhà tù Chí Hòa, Bà Rịa, Côn Đảo. Khi ở nhà tù, chị vẫn tiếp tục liên lạc với các chiến sĩ cách mạng, yêu cầu đòi cải thiện đời sống của mọi người ở đây nhưng đều không được chấp thuận. Thực dân Pháp không dám công khai xử tử hình chị mà phải lén lút thi hành án. Đứng trước họng súng quân địch, chị vẫn quả cảm kiên cường hát vang bài tiến quân ca. Vì sự anh dũng của mình, ngay trước đêm hành hình, chị được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam và được công nhận là đảng viên chính thức. Chị mất khi mới vừa tròn 19 tuổi. 3. Nguyễn Thị Định, nữ tướng đầu tiên của Việt Nam. Nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh năm 1920, mất năm 1992 và sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Lương Hòa, huyện Đồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà bắt đầu tham gia vào phong trào cách mạng Đông Dương khi mới 16 tuổi. Những công việc đầu tiên của bà là giải truyền đơn liên lạc vận động nhân dân chống lại áp bức bóc lột của chính quyền bấy giờ. Năm 1938, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1945, bà cầm đầu hàng ngũ giành chính quyền ở thị xã Bến Tre. Trong suốt quá trình, bà giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Bà chính là người tiếp chỉ đạo của Đồng khởi Bến Tre đợt 1 năm 1960. Cuộc đấu tranh đặc biệt này nhận được sự ủng hộ và tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân, nhất là những người phụ nữ. Để rồi lịch sử sau này gọi họ với cái tên đầy thân thương, đội quân tóc dài. Sau đó, bà lần lượt giữ các chức vụ quan trọng như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Giải phóng Dân tộc tỉnh Bến Tre, Phó Tư lệnh Quân Giải phóng Miền Nam. Năm 1968, bà được Nhà nước Liên Xô trao tặng Giải thưởng Hòa bình Lenin. Năm 1974, bà được phong quân hàm thiếu tướng, trở thành vị nữ tướng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Khi hòa bình lập lại, bà giữ nhiều chức vụ cao trong bộ máy Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1992, bà mất đi trong sự tiếc thương khôn nguôi của người dân miền Nam nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.
3 năm sau khi bà mất, năm 1995, nữ tướng Nguyễn Thị Định được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đền thờ bà được đặt ở chính quê hương ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 4. Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình sinh ngày 26 tháng 5 năm 1927. Bà là một trong những nữ chính trị gia nổi tiếng nhất nước ta thời kỳ đổi mới. Bà được thế giới biết đến là trưởng phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam, tham gia hội nghị hòa bình bốn bên cho Việt Nam và Paris năm 1968-1973 và là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào hiệp định. Từ năm 1992 đến năm 2002, bà giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước. Năm 2001, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng huân chương Hồ Chí Minh để ghi nhận những đóng góp của bà cho sự phát triển của nước ta. Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn tham gia nhiều hoạt động như Chủ tịch Quỹ Bảo trợ Trẻ Em năm 2002, thành lập Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam năm 2003, Chủ tịch danh dự Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam năm 2004. 5. Nữ tình báo Đinh Thị Vân. Bà Đinh Thị Vân sinh năm 1916 mất năm 1995, là một đại tá quân đội nhân dân Việt Nam và là một tình báo viên nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam, được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Với tính cách thông minh, nhanh nhẹn, kiên trung, xây dựng được mạng lưới tình báo vững chắc và đã cung cấp kịp thời cho Trung ương Đảng nhiều tin tức về cáo buộc càn quét của Mỹ ngụy vào đầu não kháng chiến của nước ta ở miền Đông Nam Bộ. Hệ thống tình báo của bà phục vụ đắc lực cho các kế hoạch tấn công của quân đội nước ta từ Tết Mậu Thân năm 1968 đến khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng năm 1975. 6. Mẹ Nguyễn Thị Thứ. Mẹ Nguyễn Thị Thứ sinh năm 1904 tại thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cuộc đời mẹ Thứ nuôi con trong những năm tháng lận đận đói nghèo, nhưng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, mẹ lần lượt động viên 9 người con ra chiến trường. Người con gái lớn cùng mẹ bám trụ với xóm làng, vừa sản xuất vừa đào hầm nuôi giấu cán bộ, du kích đánh giặc giữ làng. Ở hậu phương, từ chống thực dân Pháp qua đánh đế quốc Mỹ, trong khu vực của mẹ luôn có 5 căn hầm bí mật dưới bụi tre, gốc mít, nơi mẹ và con gái đầu nuôi giấu hàng nghìn lượt cán bộ, bộ đội du kích. Bao đêm dài, mẹ thao thức canh chừng nhiều cuộc họp quan trọng của cán bộ chiến sĩ ngay dưới những căn hầm bí mật trong khu vườn trong nhà. Trên miệng hầm, mẹ trồng thật nhiều cỏ, vừa để ngụy trang, vừa cho bò ăn. Lúc không có địch, hai mẹ con mở hé cửa hầm cho người ở dưới dễ thở. Hễ có động, lại giả vờ dắt bò ra, cắt cỏ để chỉnh sửa ngụy trang lại miệng hầm. Và không có nỗi đau nào có thể đong đếm được khi 9 người con trai, 2 cháu ngoại và 1 con rể của mẹ Thứ tiếp chân nhau ra trận rồi lần lượt hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến khốc liệt của dân tộc. Nấm mồ này cỏ chưa kịp lên xanh, mẹ lại phải đắp thêm một nấm mồ khác. Mỗi lần nghe tin người con hy sinh, mẹ cắn răng khóc thầm, đau thương nhưng không làm mẹ gục ngã. Mẹ tiếp tục vận động những người con khác lên đường. Các anh rời nhà ra đi, nhiều đêm dài sau đó mẹ trằn trọc, thức trắng lo âu. Với mẹ Thứ, câu hát 3 lần tiễn con đi, 2 lần khóc thầm lặng lẽ. Có lẽ chỉ mới diễn tả phần nào để những mất mát hy sinh không gì bù nổi mà mẹ phải chịu đựng. Trong hồi tưởng của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị, người con gái đầu tiên của mẹ Thứ có đoạn viết: lúc mẹ còn sống, mỗi khi tới kỳ giỗ chạp của các con hay ngày Tết Nguyên đán, ngày Thương binh Liệt sĩ, mẹ thường lọ dọ chống gậy, tìm đến bàn thờ thắp 9 ngọn nến, 9 nén hương và xếp 9 cái bát đôi đũa lên mâm cơm để gọi các con về với mẹ. Lại có những đêm thiếp đi trong cơn mê, mẹ như thấy các con về. Mẹ choàng tỉnh dậy nước mắt lưng tròng đến trước bàn thờ, gọi tên từng người con yêu quý và thắp 9 nén nhang để tưởng nhớ các con. Đến đây không ai có thể cầm được nước mắt trước sự hy sinh thầm lặng, trước nỗi đau chồng chất nỗi đau mà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ đã phải gánh chịu. Mẹ Nguyễn Thị Thứ đã qua đời vào ngày 10 tháng 12 năm 2010, hưởng thọ 106 tuổi. Tuy mẹ không còn trên cõi đời này, nhưng tên của mẹ mãi mãi người sáng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 7. Mẹ Nguyễn Thị Xuất. Cái tên mẹ Xuất chính là tên gọi thân quen của anh hùng Nguyễn Thị Xuất, sinh năm 1906 tại Bảo Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mẹ Xuất là một nữ anh hùng lao động trong chiến tranh Việt Nam, người đã lái đò chở bộ đội, thương binh, đạn dược qua con sông Nhật Lệ trong những năm 1964-1967. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt, mẹ Nguyễn Thị Xuất vẫn hiêng ngang cầm chắc tay chèo, chở bộ đội sang sông vận chuyển đạn từ bờ tàu ra tàu chiến của ta, chi viện cho chiến trường. Những chuyến đò của mẹ cũng là đường dây thông tin liên lạc giữa thị xã Đồng Hới với Bảo Ninh. Dưới làn mưa bom bão đạn của kẻ thù, mẹ cùng chiếc đò đưa đón cán bộ, bộ đội nhân dân qua lại đôi bờ. Không hình ảnh nào đẹp hơn một bà mẹ đã ngoài 60 tuổi mà vẫn bất chấp hiểm nguy hiên ngang ngẩng cao đầu trước hàng loạt đạn bom của Mỹ. Ước tính mỗi năm, mẹ Xuất có 1.400 chuyến đò qua lại giữa hai bờ sông Nhật Lệ. Năm 1967, mẹ Xuất được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cuối năm 1988, khi chiến tranh đã trở nên ác liệt hơn, mẹ ngừng công việc chèo đò, di chuyển lên vùng cao hơn. Ngày 11 tháng 10 năm 1968, trong một lần đi chở đò Bảo Ninh, mẹ Nguyễn Thị Xuất đã hy sinh trong một trận bom bị oanh tạc. Hình tượng mẹ Xuất quả cảm không chỉ là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam anh hùng, mà còn trở thành đề tài cho biết bao tác phẩm văn thơ yêu nước trong thời kỳ kháng chiến và được lưu lại cho đến tận bây giờ. Mẹ Xuất là một người phụ nữ tiêu biểu của vùng đất hai giỏi như Bác Hồ kính yêu đã khen tặng, Quảng Bình chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi.